Xin chào các cô chú anh chị, con tên là Bambi Nguyễn Phúc Khang. Năm nay con 9 tuổi, con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh với ba mẹ con và con đang học trường Ngô Thành Nhiệm. Con rất yêu thích môn bóng đá và con rất mong muốn được tham gia chương trình Cầu Thủ Nhí năm nay. Nếu được đá trên sân, con rất mong muốn được đá ở vị trí tiền vệ cánh, bởi vì ở vị trí đó con có thể kiến tạo cho đồng đội những đường chuyền tốt hoặc có thể vươn lên để ghi bàn an vinh quang về cho đội nhà. Ngoài bóng đá thì con cũng có thể nhảy hip hop và diễn xuất. Con rất cảm ơn cô chú đã nghe phần giới thiệu của con. Con mong cô chú hãy bình chọn cho con thật nhiều để con có thể tham gia chương trình nhé. Cảm ơn cô chú. Ê nhóc, hôm nay được nghỉ cho nhiều tiền không? Cho chị mày mượn hỏi một ít tiền anh. Dạ hôm nay em học có tiền. Em nói thiệt mà chỉ được một đồ em. Thì bớt.